lực tích cực đến sự phát triển đó chính là thói quen đọc sách. Từ khi còn nhỏ, ba đã đọc cho mình nghe những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện ngụ ngôn. Lớn lên, ba thường đưa mình đến nhà sách để mình lựa chọn những cuốn sách mà mình thích. Đến với sách, một thế giới kỳ diệu và vô cùng bổ ích đã xảy ra. Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người, là ngọn đuốc dẫn đường giúp ta mở rộng hiểu biết. Các bạn biết đấy, dịch bệnh Covid lây lan, việc học tập ở trường bị gián đoạn, những chuyến đi chơi cũng không thể diễn ra theo dự định, và lâu rồi mình cũng chưa được đi nhà sách. Nhưng đây cũng là lúc mình dành thời gian nhiều hơn cho sách và mình thấy đam mê sách hơn. Trong đó mình rất thích bộ sách Nhật ký trưởng thành của những đứa bé ngoan. Bộ sách gồm 10 cuốn của nhà xuất bản Dân Trí. Trong bộ sách mình đặc biệt ấn tượng nhất với cuốn Cha mẹ không phải là người đầy tớ của tôi. Cuốn dài 78 trang bìa in hình một bạn gái cùng chở quét nhà với gam màu chủ yếu là màu cam. Trước khi đọc cuốn sách, mình vốn rất ưng bướng ngại việc. Thế rồi đọc cuốn Cha mẹ không phải là người đầy tớ của tôi, mình nhận ra rất nhiều bài học ý nghĩa. Thông điệp trong cuốn sách được đúc rút từ rất nhiều mẫu chuyện nhỏ. Câu chuyện vịt con chăm mẹ. Vì chăm sóc vịt con mà vịt mẹ bị ốm. Vịt con không ai nấu cho ăn. Vịt con phải vào bếp đi mua đồ ăn cho mẹ. Vịt con đẫm mồ hôi và nhận ra rằng việc chăm sóc mình cũng khiến mẹ rất mệt. Mẹ của chúng ta cũng vậy. Chắc chắn mẹ sẽ rất mệt khi vừa phải đi làm vừa chăm sóc gia đình. Vì thế, chúng ta cần san sẻ nỗi vất vả này, không được đợi mẹ làm mọi việc cho chúng ta. Sau khi đọc sách, mình tự giác làm nhiều việc của bản thân hơn. Mình trở nên tự lập và thích thú với những việc được giao hàng ngày. Đó là cuốn sách làm thay đổi nhận thức của mình mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Tuổi nhỏ là việc nhỏ, tùy theo sức của mình các bạn nhé. Các bạn ơi, để đọc sách hiệu quả, chúng ta cần 1. Có sách cho người bạn thân nâng niu và đồng hành cùng sách mỗi ngày. Ngoài sách in, các bạn có thể dùng sách audiobook để dành thời gian với sách ngay cả lúc đang làm việc, nhà hoặc vui chơi. Thứ hai là lựa chọn sách phù hợp với bản thân, theo độ tuổi và sở thích. Nội dung sách sẽ hòa nhịp với sự phát triển của não bộ nên hiệu quả tiếp thu đạt mức tối đa. Thứ ba là dành tiền tiết kiệm để mua sách hoặc những phần thưởng của ba mẹ là sách. Sách sẽ là động lực để các bạn quyết tâm học tốt. Việc đọc sách rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Vậy chúng ta hãy duy trì thói quen đọc sách hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.